xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 17 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường Phù Động Thiên Vương quý vị. Đi thẳng theo hướng này là chúng ta sẽ đi lên thung lũng Tình Yêu ha. Còn bây giờ là mình sẽ rẽ trái để đi vào con đường Trần Khánh Dư này. Sau đó sẽ về với con đường Lý Nam Đế ha. Lý Nam Đế, làng Hoa Hà Đông ở đó quý vị. Hôm nay dòng dòng ở những cái địa bàn phường 8 như thế này để tham quan cũng như là cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt luôn. Đà Lạt nguyên cả ngày hôm nay thì trời nó cứ âm u như thế này, không có nắng luôn quý vị. Và hồi sáng giờ thì trời nó cứ mưa bay bay được quý vị ha. Đó, cho nên như là có bài hát là thành phố nào mưa bay bay được quý vị ha. Có những chiều đó, có những chiều thành phố mưa bay, nhà đẹp thật rồi luôn. Con đường Trần Khánh Dư này vừa mới nâng cấp lên lại được quý vị ha, nâng cấp lại cho nên chỉ là nhìn nó khá sạch và đẹp. Ngày xưa ở đây ruộng vườn không á, lác đác vài căn nhà với lại nhà trọ sinh viên, là chủ yếu là nhà trọ sinh viên quý vị. Bây giờ sinh viên trường Đại học Đà Lạt họ cũng ở trọ trên những con đường như thế này nhiều lắm. Ngoài ra cũng có khách sạn nữa. Năm xưa ở đây là không có khách sạn đâu. Quán cà phê hả? Hôm tây khách sạn đó quý vị. Có anh chị hỏi nhà trọ mà tầm khoảng 15 đến 20 mét vuông đó, thì có gác là có gác luôn quý vị. Có gác, nói chung là nhìn vào là nó giống như là một cái căn hộ mini vậy đó quý vị ha. Ở dưới là có cái bếp nhỏ nhỏ này, có cái nhà vệ sinh trong, với lại ở trên thì có cái gác nữa. Nói chung mọi sinh hoạt đều là khép kín ở trong nhà, nó khá là tiện. Nó có giá tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi ha. Còn phong ốc mà thuộc dạng mà cao cấp hơn nữa thì 3 triệu đó, ví dụ vậy. Phòng trọ thì tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu thôi quý vị. Tầm còn trên 3 triệu là có thể mua mướn được một căn nhà nguyên căn. 3 triệu mấy, 4 triệu là mướn được căn nhà nguyên căn là quý vị. Dọc dọc này là nhà trọ sinh viên không được quý vị ha. Năm xưa mình ở đây phải nói là chỉ có vài căn nhà gỗ thôi, lát đáp vài căn nhà xây, toàn bộ là ruộng vườn. Bên này cũng ruộng vườn luôn rồi quý vị. Mưa bay bay và trời lạnh quý vị. Nhiệt độ tầm khoảng 18 độ C, 19 độ C. Chạy xe như thế này là nó xe xe cái tay luôn quý vị ha. Đó, Đà Lạt mà chiều mà cứ âm u rồi bay bay, mưa bay bay như thế này, đi vào những khu dân cư mà xa xa trung tâm, nhìn cảnh nó bình yên và nó pha chút gì đó gọi là đường buồn quý vị. Thậm chí là có những người gọi là buồn mang mát luôn ấy. Nhà gỗ, quán nướng, quán ăn ha. Thơm. Trời lạnh lạnh nên nghe cái mùi nướng nó thơm thôi rồi luôn. Đường Trần Khánh Dư này bây giờ mẹ ở bên này ấy, thấy toàn là khách sạn, toàn là biệt thự không? Biệt thự to đùng không quý vị? Đó, mới 20-30 năm thôi, quý vị thấy cái tốc độ phát triển rất là chóng mặt. Và cái tầng lớp người giàu ở đâu về và nó quá trời trời. Ngày xưa Đà Lạt nó cũng nghèo lắm quý vị. Ngày xưa Đà Lạt tầng lớp quý tộc, giới thượng lưu và nó đếm trên đầu ngón tay thôi. Bây giờ nó quá trời luôn. Nhà này, mới xây không quý vị ha. Hơi bị đẹp.
Ở trên khu vực đường Trần Khánh Dư này cũng có những cái căn nhà mà biệt thự của bà con Việt Kiều rồi quý vị ha. Việt Kiều giàu luôn á. Phải nói thật là giàu về mới mua nổi được căn biệt thự như thế này để ở nghỉ dưỡng. Có giá toàn là mười mấy tỷ không rồi quý vị. Mười mấy 20 tỷ. Toàn là tính từ vài trăm ngàn đô không? Vài trăm ngàn đô đến triệu đô không quý vị? Dễ sợ. Ngày xưa đi mẹ qua mẹ bên này, mẹ bên kia là nó còn đỡ đỡ này. Còn mẹ bên này là cảm thấy nó xa xôi. Với lại nó tối, nó buồn thì thôi rồi luôn. Đó, giống con đường Trần Khánh Dư mà ở mẹ bên, mình vừa mới đi mẹ bên kia đó. Thì nó giống như là nó đã buồn rồi, nhưng mà nó bèo bèo cũng có điện, có đài, có nhà ở này kia. Còn ngày xưa mà dạp qua bên này giống kiểu nông thôn á, giống kiểu vô rừng luôn rồi quý vị. Nó buồn. Bây giờ nhà cửa kín mít hết. Xuống dưới kia là như là vườn đấy. Ở dưới thung lũng nó vẫn còn vườn rồi quý vị. Dòng lên làng hoa Hà Đông cái ha. Rồi dòng lên trên này là làng hoa Hà Đông này. Đây là làng hoa cổ, lâu đời. Lâu đời của Đà Lạt rồi đó. Với những cái nhà thờ, với lại những cái nhà sinh hoạt cộng đồng của cư dân ở ngoài Hà Nội mà lần đầu tiên vô đây lập nghiệp, nó rất là cũ kỹ rồi. Ở đây có chùa rồi có nhà thờ luôn ha. Cộng đồng của bà con ở đây họ theo hai tôn giáo khác nhau. Bên là theo nhà thờ, còn một bên là theo Phật giáo. Làng Hoa Hà Đông, nhà văn hóa cộng đồng đó. Đường xá khá là sạch sẽ. Cái mốt du lịch được vừa rồi mình vừa mới viết một bài tạp cộng đồng đó. Nói mốt du lịch gì mà lạ lùng. Dăng cái phong bạc, quán cà phê dăng cái phong bạc lên hót rần rần mà gây tranh cãi của cư dân mạng trong thời gian vừa qua đó. Đó là view thì chỉ nhưng mà lại phong bạc là ảo, là hàng giả. Cho nên chi là rất là nhiều những cái sự tranh cãi, có người thích thú. Họ thích thú theo cái kiểu tò mò đó quý vị. Tò mò cho nên chỉ là tới để chiêm ngưỡng một chụp tấm hình. Nhiều thậm chí là khoe lên tôi đã đi Thụy Sĩ rồi, nhưng mà thực chất là phong bạc ở Đà Lạt. Và cũng có người nói ở Đà Lạt là thiếu cha gì cảnh đẹp, thiếu cha gì view đẹp. Thậm chí có những cái view nó đâu có thua gì Thụy Sĩ đâu. Nó phải có những cái chất riêng, những cái nét riêng như quý vị. Đâu có phải là nhất thiết là phải view Thụy Sĩ đâu. Mà làm cái phong bạc lên làm gì để mà vào chụp được bức hình. Và 2-3 hôm nay thì thấy là người ta đã xóa cái phong bạc đó rồi, tháo đi là làm phong bạc khác rồi quý vị. Phong bạc màu đen luôn, thấy trên hình trên mạng là thấy màu đen luôn. Thật sự ra chắc có lẽ cũng nhận được những cái ý kiến không đồng tình của người dân, của người du khách đó. Và cơ quan chức năng họ đến kiểm tra, họ thấy không phù hợp với chỗ này, họ cũng yêu cầu là cũng như gỡ đi ha. Nghe bà con mình kể đang uống cà phê cũng thấy có bên cơ quan chức năng họ vô kiểm tra đấy, thế là họ cũng gỡ đi luôn. Đà Lạt có những quán cà phê view đẹp lắm quý vị. View núi rừng rồi, view rừng núi rồi. Nói chung là view thung lũng đẹp lắm. Đâu phải nhất thiết vào chụp bức hình phong bạc như vậy đâu. Mà nó cũng đâu có, nếu như làm như vậy nó cũng không bao giờ nó tồn tại được lâu được quý vị. Nó chỉ gây tính tò mò trong một khoảng thời gian và nó là ngắn ha. Mình nghĩ chắc tầm được vài tháng là như là người ta ngán ngẩm. Chụp xong bức hình rồi thôi.
mà mình nghĩ với những cái phong cách như vậy thì khách chỉ đến một lần thôi quý vị, không đến lần hai ha. Đây là đường Nguyễn Công Trứ quý vị, đi theo hướng này là lên ngã năm đại học, còn hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi về sân vận động của tỉnh Lâm Đồng. Bây giờ mình quẹo vào đường Bùi Thị Xuân đi ha. Mình nghĩ với những cái phong bạc như vậy gây tính tò mò thì người ta chỉ đến một lần thôi, không đến lần hai đâu quý vị ạ. Chụp được bức hình rồi thì thôi ha, chứ đến lần hai thì không biết nó có những cái gì mà để điểm kém hay không. Thì dĩ nhiên ở trong đó nó cũng có những cái không gian khác, không gian đẹp nữa, và cũng có nhiều du khách họ đến hoặc là thực khách họ đến cũng không nhất thiết là phải vì cái phong bạc đó mới đến với quán của mình đó. Hiệu ứng gây tính tò mò thôi quý vị ạ, mà nó không phù hợp với Đà Lạt đâu. Đà Lạt giống hôm trước mình nói nè, bây giờ đưa view Thụy Sĩ phong bạc vào, mai mốt đưa cái phong bạc của vàng Lý Trường Thanh vào, rồi bấm người ta lại nghĩ ra cách là đưa phong bạc của đỉnh núi Everest vào đó, ví dụ như vậy, những cái núi Thụy Sĩ đó, núi Phú Sĩ của Nhật Bản vào ví dụ ha, thì thành ra là nó sẽ nát bét cái Đà Lạt luôn, nó nát và nó sẽ phá vỡ đi cái đặc trưng của Đà Lạt luôn quý vị. Ngoài lai một cách quá đà đấy. Ở bên này là có ngôi chợ Bùi Xuân hả? Đó, ví dụ như là bà con mình mà muốn về thuê phòng trọ ở nghỉ dưỡng á, ở trên đường Bùi Thị Xuân này quý vị nè, có thể chạy vào trong đường Thông Thiên Học, trong này có rất là nhiều nhà trọ trong đó, hoặc là đi vào trong cái khu này quý vị nè, sau lưng trường Nguyễn Du, khu cư xã Bưu Điện đó, cư xã Bưu Điện Bùi Thị Xuân, trong này cũng rất là nhiều nhà trọ. Bà con mình thuê trọ trong này thì đi ra phải nói là tiện ích nó cũng khá là gần, đặc biệt là có chợ Bùi Thị Xuân, chợ dân sinh bán giá rẻ ngoài đó đó quý vị. Còn ở đây mà đi ra chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương thì tầm khoảng cây số đó, dọc dọc vào trong những con hẻm này rất là nhiều nhà trọ, phải vào trong hẻm đó quý vị. Xung quanh này thì cũng có những cái quán ăn bình dân, cà phê, những quán cà phê như thế này là bình dân đâu quý vị, cốc cốc á, sinh viên hay ngồi những cái quán như vậy đấy. Ra ngoài này có những cái ốt người ta làm tóc, làm tai, làm nail, bán tạp hóa, đồ ăn vặt, quán cà phê, đồ ăn sáng ở đó. Đấy, đây là quán cà phê cốc buổi sáng này quý vị nè. Ngoài này thì có cái xăng ở bên này. Còn bên kia là cái ngôi chợ, chợ dân sinh Bùi Thị Xuân, chợ này lâu đời rồi. Mình làm cái video mà nói về nghỉ hưu, về Đà Lạt mướn phòng trọ, mướn nhà nghỉ để ở trải nghiệm sinh sống thì cũng nhận được khá là nhiều những cái sự quan tâm của bà con mình, đặc biệt là những cô chú về hưu họ cũng thích được quý vị. Họ lên ở trải nghiệm thì theo mùa cũng có thể lên ở vài tháng, thấy chán là về lên là cái chuyện bình thường. Vào đây là cũng đường Nguyễn Thị Nghĩa, năm xưa ở trong này nhà trọ nhiều lắm này, nhưng mà bây giờ hiện tại ở trong này là người ta tận dụng làm kinh doanh về du lịch không, về mạng du lịch không, làm khách sạn, khách đồ đó. Năm xưa ở trong này đa số là nhà trọ không. Người già thì sợ bệnh xương khớp. Bệnh xương khớp thì rất là sợ cái thời tiết lạnh lạnh của Đà Lạt như thế này. Ai mà không bị xương khớp thì ở rất là phù hợp.
Còn xương khớp thì thường thường ở xương mỏng, xương nóng thì nó tốt hơn ha. Xương khớp với lại bị đường hô hấp nè. Có những người về xương nóng cái là thấy khỏe người ra liền. Đặc biệt là ở miền biển, ra lồi nước, ngâm nước biển là bây giờ là xương chắc cứng cáp lên ha. Đó, khu miền tình nghĩa hồi xưa là khu vực trong kia thôi quý vị, còn ra ngoài này là ruộng không nè. Bây giờ làm khu quy hoạch là nhà cửa săn sát hiện đại ha. Nhà đây rất là giá trị luôn rồi quý vị. Đó, qua khu vực bên này là khu vực quy hoạch của Play. Năm xưa cũng ruộng không là ruộng, ruộng mà xin lấy không. Bây giờ biệt thự kìa. Công nhận Triều Tiên từ cái ngày hôm qua, hôm kia, Tổng thống Putin đến thăm Triều Tiên thì truyền thông lên những cái clip, những cái đoạn video đó, chiếu về thủ đô Bình Nhưỡng Triều Tiên nhìn nó rất là đẹp đúng không quý vị? Cơ sở vật chất khang trang, đường xá nó rộng. Mà quy hoạch và nói là có nhiều người khen nó nói sao quy hoạch của Triều Tiên nó bài bản thế, nó đẹp thế, mà hiện đại rồi cơ sở vật chất nó giàu vậy, không như là đọc báo phương Tây. Báo phương Tây nói Triều Tiên rất là nghèo, nghèo nàn lạc hậu và thậm chí không có điện, không có internet nữa. Nhưng mà không ngờ xem những clip thấy phải nói khâm phục, phải công nhận và khâm phục thôi quý vị. Một đất nước mà bị Mỹ cấm vận rồi bao vây rồi phải nói là không mở cửa với thế giới như vậy mà họ có thể xây dựng một đất nước được như vậy là quá tốt ha. Ủng hộ gì nếu như mà họ mà mở cửa làm ăn với thế giới cửa ngang ngửa Hàn Quốc hoặc là còn hơn Hàn Quốc nữa. Vì người Triều Tiên nói thiệt với quý vị, họ rất là kỷ luật. Mà thấy ở trên đường bà con mình vẫy tay chào đoàn tổng thống đi, thấy chả có ai cầm điện thoại lên quay cả quý vị. Hình như là ở bên đó là người ta không cho sử dụng điện thoại hay là sao. Mà nhiều lúc mà không có điện, không sử dụng điện thoại, không tiếp xúc ở bên ngoài, mọi người cứ sinh hoạt ở trong nước. Với lại thời gian, thay vì thời gian lướt điện thoại thì cái thời gian đó đi làm đi ăn, tạo ra của cải vật chất, nâng cao cái sức lao động của xã hội đó. Nó không hay ha. Nó đâu được có đến nỗi là nghèo nàn lạc hậu giống như là báo chí phương Tây bấy lâu nay là viết về Triều Tiên đâu. Mà chính bản thân mình nghĩ Triều Tiên chắc nghèo lắm, khó khăn và đói khổ lắm. Thì đó là khu vực thủ đô Bình Nhưỡng quý vị. Còn nhìn rộng ra những cái khu vực nông thôn làng mạc thì tất nhiên là nó cũng có những cái khu vực mà mới nó nghèo khổ lạc hậu ha. Chứ đâu phải là như là nguyên cả đất nước mà được như vậy đâu. Ra là đây là đường Bùi Thị Xuân. Buổi chiều là ra trung tâm khi mà du khách họ đổ xô về đâu quý vị. Thì nhìn thấy nó rôm rả cũng đông vui. Ngày đầu khối kinh tế BRICS và đồng tiền chung BRICS đó quý vị, họ đang mời 5 nước thành viên của khối đó đang mời và nói là Việt Nam cực lực mời để gia nhập vào khối đó. Việt Nam mình thấy đâu có lời là cứ gia nhập thôi. Những cái tổ chức thương mại thế giới, tổ chức WHO, tổ chức này tổ chức kia là kinh tế đó quý vị, cứ mời là thấy có lời là mình mà thuộc dạng mà quan hệ đa chiều mà quý vị, trung lập quan hệ đa chiều, không phụ thuộc vào bất cứ một cái tổ chức nào, một đất nước nào, cho nên chỉ là thấy đâu có lời là cứ gia nhập thôi. Quá tuyệt vời ha. Gia nhập như vậy nó cũng có cái rất là nhiều những cái lợi đó quý vị ha. Nó không có bị phụ thuộc. Tạo
ra nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam mình phát triển. Cái khối này về cái mảng kinh tế nông nghiệp cũng nông sản nó này kia nó cũng rất là tốt rồi quý vị. Trung Quốc với Nga họ làm ăn kinh tế về Việt Nam, đặc biệt là nhập khẩu về nông sản Việt Nam rất là nhiều. Khối này nghe nói lập ra là cũng để đối trọng lại với Mỹ với phương Tây đó, và thành lập ra đồng tiền BRICS là cũng để đối trọng lại với đồng đô la Mỹ đó, để không phải phụ thuộc vào cái đồng đô la Mỹ đó quý vị. Không biết tương lai nó như thế nào, nếu tương lai phát triển lên mạnh thì tốt quá, để tạo nên một cái kinh tế đa chiều, thế giới đa chiều đó quý vị, không phụ thuộc duy nhất vào một ông nào hết ha. Về đây là bùng binh nước. Chiều về đây anh gái là thấy tập nập đông vui liền. Qua bên này là con đường Nguyễn. Mình đi từ trên địa bàn phường 8 về tới trung tâm. Nói chung là cách trung tâm tầm khoảng 3-4 cây thôi quý vị, không có xa lắm. Trong kia là ấp Ánh Sáng. Ở ngay trung tâm mà có cái khu dân cư ấp Ánh Sáng, nhìn nó cổ kính với lại nhà cửa nó mang dấu ấn thời gian á, có gì đó hay đó quý vị. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt, cũng là tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống như nó vui luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.